chửi. Thế nào tất cả mọi người, thì nay thì nói chung là tiếp tục đi thăm mấy chòm tiếp nha mọi người. Thì họ xuống 7 mới, điểm mới là 2 ngày nay. Thì hy vọng thì bữa nay sẽ có cái gì cho mọi người xem ha. Thì ví dụ phát hiện cái này đó nè, mới vậy nè, này với tất cả khoảng chừng 10 ngày nay, con này khoảng chừng 10 ngày nay à. Đi bây giờ thì tiếp tục thôi, ta sẽ có chín con gì không ha. Thì nói chung thì hầu như là 2 ngày nay là chồm hình như nó có cái dấu hiệu đi lại á mọi người. Thì nó không có lạnh cho lắm, nó không còn lạnh nữa thì con chồm chắc chắn nó sẽ đi nha mọi người. Đó, thì để này đi thăm coi nó có gì không. Thì chắc khoảng chắc 1 ngày 2 ngày nữa thì tôi sẽ xuống một ít lưới gắn mọi người để quay để chia sẻ cho mọi người xem ha. Để chí ha, con bụi đồng đỉnh quá trời đã. Ghê không, con này khủng khiếp luôn á. Ừ, trên này mà nó cào xuống tới đây quá chân đảm mọi người, quá dữ nè, khủng khiếp coi nè, quá chân. Cái chỗ này còn rất khủng nha mọi người, nhưng mà cũng có người đánh bẫy, có người đánh bẫy rồi nha, nhưng mà chắc chắn là con chồm này nó sẽ bị bể đi hả. Ừ, nó giấu nó cà nè mọi người, thì con chồm bể thì nó rất là khó ăn nha mọi người. À, quá chừng là giấu chồm luôn, nó vào mọi người. Khủng khiếp. Nếu chồm hương nó lại đây để tiếp tục thì thăm những cái bẫy tiếp theo, thì để coi có con gì không thì quay cho mọi người xem nhé. Qua chừng qua đất rồi. Trời ơi, đại hội luôn, khủng khiếp tinh thần. Đây nữa, còn đây nữa nè. Trời ơi, ổ rồi mà con ơi, chỗ này ổ rồi, khủng khiếp. Con này con ấy thì thôi luôn, cực này nó gặn cỡ này luôn là trời. Bao nhiêu hột, cả trăm hột kìa. Trời ơi trời, con nào không lấy đây, hai đống luôn, ghê thiệt. Qua chừng qua đất. À, thì đây các bạn tiếp theo nha mọi người. Dạ, bỏ đi đập dập ở đây. Đây cái không thấy gì, đây con gái trong chắc này nữa, trong kẹt cái con gái bẫy. Coi con gì sập bẫy ơi, trùng hương. Thôi, đã quá mà. Rồi. Ở đây gần nhà quá, không có được, không có nói lớn tiếng được nha mọi người. Vô mảnh thôi. Con này khủng khiếp quá. Quá trời lớn luôn rồi. Con này phải tự 3 kg.
Đủ lắm nặng mọi người ơi. Vô mặt này. Thiếp nó nặng mọi người ơi. Này nhập cỡ 3 ký ngoài luôn á. Quá trời đã luôn rồi. Ui mừng quá mọi người ơi. Hôm đó nào quéo. Hôm này đẹp chứ ta. Để thở ra. Mệt. Ở nặng dữ như trời. Quá trời quá đất nặng rồi. Hương cái quá trời hương cái rồi. Cái chị nó không thơm con cái mình. Con cái quá mập luôn. Quá trời không được chừng mọi người. Được rồi. Bây giờ để dựng cái máy lên nhé. Hôm nó này xém mớm ai nhà nó gần cái nhà người ta quá thì họ không có dám nói chuyện lớn nha mọi người. Quá chừng đã con này có từ 3 kg á, từ 3 kg mọi người.
quá chừng đã luôn, nó nặng dữ vậy trời. Để chút thì ra ngoài thì họ sẽ căng coi coi nó được mấy ký cho mọi người xem lại ha. Nha mọi người, chút ra ngoài thôi căng lại nha. Thì bây giờ trong này không có tiện ở lâu, quá đã, quá đã, quá đã, quá đã. Rồi đi theo để mà kéo cái con này thử được bao nhiêu nha mọi người. Thấy nó bự quá, con này trồng cái nha, hên quá. Vậy là có ông anh ông nuôi rồi, được rồi. Bữa ông nuôi con trồng đực, bây giờ anh nuôi trồng cái nên là được con cặp nha mọi người. Nè, kéo cần được mấy ký. Ôi trời ơi, 3 ký mọi người. 3 ký, 3 ký, 3 ký. Ôi 3 ký, nặng quá, nặng rung tay luôn. Ôi 3 ký, 3 ký. Rung quá, rung quá. 3 ký luôn. Thôi quá im rồi mọi người. Trời ơi, hôm nay có 20 ngày rồi mới dính lại nó. Thì cái này nói chung thì nó mới xuống 7 chừng bữa trước đây nè, bữa trước đó mọi người mới xuống đây hả, còn mấy cái dàn 7 kia thôi cuốn hết rồi nó. Thì xuống cái dàn 7 này ha, thì vừa xuống mới có cách đêm rồi, đêm này nữa, hai đêm là sẽ dính đó mọi người. Đó là một đêm thứ nhất, đêm thứ hai là dính nè. Quá đã trộm cá nha mọi người. Thì con trộm này nào nuôi sinh sản ngon lắm mọi người. Đó, quá đã luôn. Để rồi tắt máy giờ đi thăm những cái bẫy tiếp theo, của nó có gì thì có thì thôi chia sẻ cho mọi người xem ha, còn như không có thì thôi nha mọi người. Thì cũng rất là mừng mọi người, thì nói chung là rất là khổ chứ không có sung sướng gì nha mọi người. Rồi để tiếp tục họ sẽ đi thăm những cái bẫy tiếp theo, cái cạm tiếp theo. Cái quá mừng, con này gì mà được 3 ký ngon ta. Là thấy nó con trùm hương nó yếu quá chừng này á mọi người. Ôi, rồi giờ đi đi thăm tiếp tục thêm. Thì cũng còn đâu ít bẫy nữa đó, không biết có nó dính gì không. Thì nếu có dính thì rồi sẽ chia sẻ cho mọi người xem ha. Thì video thì chủ yếu là giải trí, xem giải trí cho vui thôi nha mọi người. Đây. Rồi họ kết thúc cái video đây nha mọi người. Rất mệt. Đi nói chung là đi cái nghề này nó rất là cực khổ mọi người. Thì tầm chắc cỡ 3 tuần nay thì không có dính con gì luôn. Thì nay thì mới lên được con thì cũng rất là mừng nha mọi người. Thì nói chung cái nghề này là vậy á mọi người. Quá chừng thì xuống chỗ này thì đặt hôm bữa trước cả. Chưa thấy gì thì bữa nay nói chung thì tớ hạ được nó này. Con này mọi người tính lớn cỡ nào, quá chừng khủng khiếp thiệt chứ. Nhưng mà chỗ này thì nói chung là cũng banh hết rồi, bể hết rồi mọi người, ta đánh quá trời luôn, không còn được. Mình chín được là may lắm, là cũng hên dữ lắm nha. Cái này là hai con nó ỉ chồng với nhau mọi người, là một chỗ để chồng với nhau. Ôi quá mệt mọi người ơi, quá đuối à. Bây giờ đói bụng nữa thì chắc cũng đã hết đẩy rồi, thì thầu đặt cũng được vài chục cái thôi chứ không nhiều. Thì cho thầu kết thúc cái video đây ha, thì hẹn mọi người cái video tiếp theo. Thì chắc có lẽ đây chuyến tới thì họ sẽ ra những cái video giăng lưới gắn á mọi người. Thì nay về thì họ sẽ mua lưới là cắt làm lưới gắn, thì cũng chuẩn bị tới cái mùa lưới gắn rồi đó. Mà lúc này thì chắc lưới gắn thì dính con nào đấy thì khỏi nói rồi. Rồi. Rồi tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người cái video tiếp theo nha mọi người. À.
về thôi.